À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocho Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của mấy anh Ante, Nikolai Nhai Dép Xốp. Vâng. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu phải quyết định hoặc là Bắc Tiến hoặc là Nam Tiến. Thì mình đã quyết định rằng là Bắc Đàm và Nam Tiến. Mục đích thì tất cả là Bắc Đàm hay Nam Tiến, hay Nam Tiến Bắc Đàm hay là cái gì đi chăng nữa thì mục tiêu của mình vẫn là Hỗ. Nhưng mình thấy rằng là có vẻ nếu mình tiến lên phía Bắc thì cái khu vực này khá là bất ổn mà nó lại khá xa với cái vùng lãnh thổ của mình. Chưa kể là chúng ta sẽ tiến sâu vào phương Bắc, chúng ta sẽ bị tấn công từ rất nhiều phía như thế này. Là thực ra mình cũng chưa biết cái lựa chọn nào có khả dĩ hơn cả. Phía Nam thì cũng rất là phức tạp, bởi vì phía Nam là tập trung của rất nhiều phái. Mà chúng người Nga không giỏi đánh nhau trên sa mạc, mình nói thật là như vậy. Mà chúng ta tiến xuống sa mạc thì cũng là một lựa chọn tồi. Nhưng mà nếu một mình chúng ta thì sẽ không làm gì được. Nên là mình đã dùng cái chính sách ngoại giao là mình cố gắng dụ dỗ anh Hung Nô. Và bản thân đích thân Hung Nô Attila đã đi theo con đường, tiến theo con đường này. Và cử đến 4 quân đoàn tấn công sườn đông của các nước phương Đông. Đây là vùng Kafkas ngày nay của nước Nga. Còn mình thì hiện tại mình cũng chưa đi được đâu cả. Mỹ cũng đang đứng ở cái khu vực này thôi. Nhưng nếu như tình hình thuận lợi thì có thể mình sẽ phát động tấn công sâu xuống hơn. Bởi vì có một nhân tố bí ẩn mới nổi, đó là Askum đã đánh chiếm đến tận chết này. Mình cũng không biết là nó có bao nhiêu quân đoàn, nhưng mà với việc mà Askum nó đánh lên tận đây được thì chứng tỏ thế lực của nó là không nhỏ. Vâng, thực sự là như thế, chứng tỏ là thế lực của nó cũng không hề nhỏ đấy. Cho nên là mình cũng nghĩ là được đấy, bởi vì thằng này nó sẽ chiến tranh với Askum mà nó có 3 thành thì khả năng cao là sẽ bị thằng Askum nó đập. Dù sao mình cũng cần phải đi do thám nữa. Chiến tranh là phải có lực lượng trinh sát tầm xa nữa. Có vẻ như cái thằng châu Á này không có nhiều, không có nhiều quân lắm đâu. Mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục cầm chân các đội quân của nó lại. Mình nghĩ là tiến được nếu như thằng này nó tấn công, nó tiêu diệt thằng châu Á này. Ừ, mình nghĩ là nó ăn được đấy. Mà nếu ở đây nó chiếm được cả thành này nữa rồi, có thêm một thanh niên này. Như vậy là thằng Askum nó tiến được rất sâu ở khu vực này. Đây, một cái thành rất to ở đây nó đã kiểm soát được này. À, như vậy thì cái sườn phía Tây là có vẻ như chúng ta sẽ không phải lo nhiều. Chúng ta sẽ chỉ phải lo tấn công và phòng thủ ở sườn phía Đông này. Thằng Askum này thì có vẻ nó cũng khá thân với mình. Đấy. Nói chung là vẫn là thân ai đấy lo thôi, nhưng mà về căn bản như vậy cũng vẫn là được rồi. Và nó cũng đang giao thương với chúng ta. Để mình xem tình hình này như thế nào đã. Và cái chính này anh Hung Nô như thế nào. À, điểm ngoại giao vẫn đang lên. Rất tốt. Mình đang cố gắng đàm phán hòa bình và thực sự là mình muốn hòa bình. Nhưng có vẻ như rất nhiều thằng nó không thích hòa bình. Và nếu chúng nó không thích hòa bình thì mình sẽ cho nó biết thế nào là chiến tranh. Và tập trước các bạn cũng xem rồi, người Ante nói chung là Slaver nói chung không phải là một kẻ yếu trên chiến trường. Thôi nói rông dài thì thôi, nhưng mà chắc là chúng ta sẽ phải qua lượt đã. Mình đang mua quân cho quân đoàn của nhà vua đây. Và chiến tranh là chuyện không thể tránh khỏi. Trên lãnh thổ của mình mặc dù lý thuyết thì sao cái thằng khỉ này nó lại chiến tranh mình chứ? Mình có đánh nhau gì với nó đâu, sao nó lại chiến tranh mình? Mình thậm chí còn đang đàm phán với nó chết bầm nó được mà nó lại đánh nhau với mình. Có khả năng chúng ta sẽ phải bắt đàm thật. Nhưng mà mình vẫn đang đàm mà. Bắt đàm và Nam Tiến. Mấy thằng Viking này rất là khó hiểu. Có vẻ chúng ta sẽ mệt rồi đấy. Chúng ta sẽ bị phải phòng thủ ở hai đầu. Nhưng mà phía bên Nam này chúng ta không sợ lắm. Mình nghĩ là mình chơi được.
Thêm một cái thằng nữa nó tuyên chiến với mình. Mình chưa hiểu sao cái thằng chó chết đấy nó lại tự dưng lại chiến tranh mình nhỉ, trong khi mà lực lượng của nó thì còn đang phải chiến tranh với rất nhiều thằng ở phía đông. Bây giờ chúng ta sẽ rơi vào tình thế lưỡng đầu thọ địch. Thanh niên này chiến tranh với chúng ta. Mặc dù nó không hề giáp lãnh thổ với mình. À. I have little gain in wasting the day on you. What you say had better please my ears. Chính mình còn đang kẻ thù với một kẻ thù của nó. Lý do là mình đang chiến tranh với đồng minh của nó à? À. Gods of the afterlife. Thì ra là vậy. Mày có ngon thì cứ xuống đi, xem mày xuống được đến đâu. Ôi như vậy là phương Bắc đã hết rồi. À đây còn, còn thanh niên này. Vẫn còn một thanh niên này. Mình không nghĩ là mình không sợ. Bởi vì ở đây cái thằng này nó tuyên chiến với mình nhưng mà nó cũng chẳng thể cử quân xuống đánh được mình. Bởi vì đất ở đây của mình được phòng thủ khá là chặt. Trong một cái ngắn hạn nào đó thì nó cũng chưa thể tấn công được. Ngoài ra nếu như mình có thể tấn công dọc trục phía bên này thì mình sẽ rút bớt được các cái lực lượng phòng thủ ở phía bên này đi. Đấy, mình sẽ rút bớt được. Lúc đó thì mình sẽ an nhàn hơn chứ. Bây giờ chúng ta đang bị chiến tranh ở hai đầu. Nhưng mà mình không sợ đâu, nó thực sự là như vậy. Chiến tranh ở hai đầu cũng không làm mình lo lắng. Đơn giản là mình cũng thích những cái kiểu cảm giác nó phải khó khăn. Dù sao thì chúng mày cũng sẽ chết thôi. Tăng vào khả năng tấn công độc. Thêm một quân đoàn nữa sang đây và is that all? On the move, lads. Rồi. Ascum nó chưa thấy xuất hiện đây nhỉ? Nó đánh được mấy thành ở đây rồi cơ mà. Yes. I shall see them to their ancestors. Dark shadow. Mày chết. Sổ. Phải gọi là multi hit. Hung nô sau khi đốt xong thành này khả năng nó sẽ. Mình phải làm sao thuyết phục được hung nô đó. Đánh nhau với tất cả bọn phương Nam này. You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Mắn đẻ. Cơ hội có con của người chồng. Oran. Khéo léo này. Cô con gái này là tuyệt nhất này. Ba nghìn, hai nghìn. Quá tuyệt luôn. Còn rất nhiều các cô gái khác. 17 tuổi. Xúc hết. Chúng ta còn rất nhiều tướng lĩnh mà chưa có vợ thì mà.
ta còn các cô vợ hung nô rất tuyệt, chỉ số rất là tốt. Quá. We will talk and then we will feast. Quá ngọt. Nếu cho lấy Attila nữa thì mọi chuyện sẽ còn thú vị nữa nhỉ. Nhưng mà thôi. Hầu hết thanh niên đều có vợ rồi. Thanh niên này chưa đến tuổi trưởng thành. Còn những thanh niên đã trưởng thành đều đã có vợ. Chúng ta có các cô con gái này. Cứ bình tĩnh đi. Hide them, kids, then. Let them cower before us. Cái vùng này mà tuyển kỵ binh thì được cái loại kỵ binh gì nhỉ? Giáp cùi thế. Trinh sát 34 đánh thuê. Nó còn có vẻ mạnh hơn mấy con ngựa kia. Nhưng mà thôi, không cần. Không chịu bỏ chạy. Vây chết cái cảng biển của nó. Nó không còn nhiều quân nữa đâu. Mấy cái đơn vị quân này của nó thì chả làm được cái gì nữa rồi. Chỉ có chạy và làm loạn. Mình rất chờ, mình chờ Phong Nô nó tiến cái trục này trước đã. Trục này chúng ta cần phải tiến trước. Can I assist you? Thanh niên này định công làng thành của mình à? Hay giờ. Hung nô nó sắc, nó khắc đuổi, nó xử lý mấy thằng này. Hung nô bây giờ đang là bắt đầu thời kỳ cầm quyền của Attila, nên là mọi chuyện sẽ rất khó cho những phe phái này. Đây là thời kỳ mà đề nghị một cái hiệp ước hòa bình à? Thôi được, dù sao chúng ta cũng không cần phải chiến tranh.
Nếu mày không chiến tranh với Hung Nô thì anh cũng không cần phải chiến tranh mày. Dám tấn công mình à? Khá đông đấy, nó chơi cái kiểu lực lượng đông như này thì mình hơi khó đấy. Với một cái đôi tay chậm chạp như của mình thì như này sẽ là hơi khó. We will return. Stopping for now. Mấy cả mình đã muốn bổ sung quân thì à, ra đây gây chuyện với Hung Nô á. Thằng này ngu thật. Quân đoàn của nó bị thiệt hại nặng luôn. Hay quá. Sự có mặt của Hung Nô trên đất của chúng ta nó giống như một cái lực lượng gìn giữ hòa bình ấy. Nó khiến cho kẻ địch rất khó khăn. Nhưng có thể nói là nếu không muốn nói là hầu như không thể tấn công chúng ta. Mình đang cần bổ sung thêm quân. Hạm đội này cần bổ sung thêm lính dìu để We need more ships. We're gonna need a bigger fleet. Kinh tế của chúng ta cũng đang tăng trưởng rất mạnh, chúng ta không sợ thằng nào hết. Vùng này mình nghĩ là mình sẽ xây cái công trình độ màu mỡ ở đây đã. Đây. Để nó tăng lên cái độ màu mỡ đi đã. Là hợp lý. Chúng ta sẽ có nguồn lương thực dồi dào. Rồi, mọi thứ có vẻ thuận buồm xuôi gió hơn. Lương thực ở đây thì khá rồi. Không thể vội vàng được. Còn mấy lượt nữa để cho chúng nó bị Còn một lượt nữa là chúng nó bắt đầu chết đói à? Và 6 lượt nữa thì chúng nó sẽ đầu hàng. Một lượt nữa thì chúng nó chết đói và 6 lượt nữa thì chúng nó đầu hàng. Có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Cái này có vẻ hơi củi nhỉ. Horam. Hay quá nhỉ, Ascum. Ascum nó đang đánh rất mạnh ở cái sườn bên này. Thế còn tình hình Attila nào rồi? Con này nó định tấn công vào cái làng này của mình à? Vào đây. Nó không ăn được đâu. Vào đây cưng. Úi xời. Cộng với quân đội này nữa. Đánh vào mát. Mọi việc đang có vẻ thuận lợi đấy. Mình nghĩ là vậy. Không tấn công được. Chạy lên kia. Nói chung thì bọn
Mình đàm phán hòa bình được với hai cái thằng nó giáp ở mình rồi. Mà Ascum, Ascum nó mò ra đất của mình làm gì nhỉ? Đại gia mới nổi này định tính trò gì đấy? Về lý thuyết thì nó đang khá thân với mình cơ mà. Chỗ này chính xác ra là mình đang thiếu một cái hạm đội để có thể tiêu diệt các cái quân đoàn nó ở dưới biển nha. Chính xác là mình đang thiếu một hạm đội. Hung Nô nó vẫn có những đơn vị quân rất mạnh trên đất của mình. Làm cái công tác gọi là phòng thủ. Cái gì đây? Hạm đội nó à? À, nó toàn thuyền pháo này, mình không ăn được. Retreat! Retreat! Ồ, hay quá, giúp mình chạy xa thêm tí nữa. Mình đang muốn đi sang bên này. Mình đang muốn đi sang bên này. Cảm ơn nha. Cảm ơn đã giúp. Đi hẳn vào đây cho chắc cờ. Mình sẽ xây dựng cái quân hạm đội này lên full. Nhưng mà mình đang tính xem là mình cần bao nhiêu chiến hạm. Và hai cái thuyền cung nhỉ. Cung thì dạo không có nhiều hữu dụng lắm. Như cái hạm đội này thì nếu mình tấn công ở đây thì sao nào? Steady as we go. Kill the cowards. Chúng ta sẽ phải tấn công với một lực lượng quá lớn nhỉ. Cuối của chúng nó thì mạnh đấy. Mình không biết được nhưng mà không nên mạo hiểm quá. Không nên để chúng nó. Fleet ready. Hard on the oars. Phong tỏa cái cảng của nó đã. Không đánh nhưng phong tỏa. Không cho chúng nó tiến ra đường biển nữa. Quân đoàn của Hung Nô đứng trên đất của mình nên nó vẫn hồi được quân chứ. Cả bên dưới này thì nó bỏ không à, nó không có khả năng giữ nữa. Có điều là cái thằng Ascum nó mò sang đất cho mình làm gì nhỉ? Ready for orders. Your orders. Không cần mua bọn dìu này, sang bên kia cũng có thể mua được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đang chờ đợi Hung Nô giải quyết được khu này.
Bây giờ thì lý thuyết thì phương Bắc của mình đang có chiến tranh, nhưng mà để mà nó đánh được mình thì chắc là cũng không cao, bởi vì là làm gì có cơ sở gì để nó có thể tiến được ra đâu. Sau khi Hung Nô đốt được cái thành lớn như của nó thì chắc khả năng là gần như bọn Pontus nó sẽ hết cửa để có thể tấn công ở phía trên. Ascum. À, nó định ám sát nhà vua mình à? Thằng này láo nhỉ? À, bị phản đam hay sao mà không thấy đâu rồi. Rồi. Thật may cho chúng ta vẫn còn có đúng đấy, Hung Nô tiếp tục cử quân sang là tốt rồi. Thằng này xuống biển này. What the hợi. Thằng này ngu thế nhỉ, nó đốt à? Sao nó không chiếm nhỉ? Chiếm được cái đảo này là có khả năng phòng thủ ở đây khá tốt đấy nhá. Thằng Ascun sao nó không tiến tiếp đi nhỉ? Nó tiến tiếp thì có phải là có chuyện hay để xem không? Vấn đề là bây giờ kinh tế của chúng ta đang rất nguy hiểm, chúng ta không có nhiều tiền nữa. Kỳ hạn làm việc đã hết. Có mấy thanh niên chưa bổ nhiệm được. Quyền lực của chúng ta là tương đối. Có một điều là nhà vua thì cũng đã cao tuổi rồi mà chưa tìm được một thanh niên nào để thay thế quân đoàn của nhà vua. Ô, thanh niên này ở đâu đấy? For the tribe. Tên là gì? Rook. Ready for orders. Khá đẹp trai nhỉ? Yeah. Chỉ số cũng khá ngon. Thanh niên này thì có mỗi cái thích ngoại à? Giảm trung thành. Có thể mình sẽ cho thanh niên này được làm thái tử, bởi vì nhà vua sắp hy sinh rồi. To battle. Hay quá nhỉ. Hạm đội này sẽ stopping for now. Moving out. Quân trong thành của nó đang chết dần. Cái bọn này nó không chịu chạy đi này. Mình sẽ phải cho hải quân ra lùa chúng nó. Một trận chiến chiếm đóng vùng này thì sao nhỉ? How can I assist you? Messing with the enemy. Was there ever any doubt? Nó không thể di chuyển nữa rồi. Quân cũng không có cái gì đặc sắc. Thank you.
Mấy thằng này nó cứ thích sang đất của mình để nó chơi quân mình thế nào nhỉ? I have not succeeded. On the move. I shall see them to their ancestors. Heading out. Lượt sau nữa. Mình nghĩ là được mà nhỉ? Nếu mình cho quân đoàn này tấn công thẳng vào đây được. Chúng nó không có lực lượng phòng thủ ở đây. Đúng rồi, quân của nó gần như không có. Thống đốc phải chết trận à? Con đường tơ lụa. À. Cung tên. For the tribe. Chúng ta bút thêm một ít của cung tên này. Đây rồi. Úi dồi ôi, lên rất nhiều chỉ số luôn. Có điều vua cũng già quá rồi. Tăng tiếp một cái nữa thì ngọt đấy. Tơ lụa này. Chúng ta có một cái tài nguyên là tơ lụa. Mình không nhầm thì đâu đó chỗ này có gỗ. Đâu đó chỗ này này. Mình sẽ đập thằng này tơi bời luôn. Đây rồi. Đánh chiếm nốt thành này nữa. Được. Thế còn hung nô chỗ này thế nào rồi? Chưa dứt điểm mấy thằng này đi. Chưa thuyết phục được hung nô nó chiến tranh nốt với mấy thằng Trung Đông nhỉ? You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Nó không chịu chứ. Em bị mệt. Thằng này thì sắp dẹo rồi. Kệ nó chứ, miễn là hung nô nó cứ giữ cho mình cái trục phía đông đấy là được. Còn thằng này chuẩn bị đánh vào đây à? Cho mày đánh luôn, chấp mày luôn. Tăng độ mồ mỡ lên đã. Ngon rồi, mọi thứ đang ngon. Kẻ địch cũng không thể tấn công được chúng ta. Chúng ta vây cả nó này, nó đang chết đói rồi này. Cái quái là nó mua được cả kỵ binh, bộ binh của hung nô này. Chiến tranh là không thể vội vàng. Những kẻ hiếu thắng thì không thể làm lên chuyện lớn được. Chúng ta cứ phải nhẫn nhịn, bình tĩnh thì mới giải quyết được công việc. Rồi, như đúng như mình dự đoán nó sẽ tấn công vào cái thành này. Nhưng thực sự mình không sợ. Các bạn tin là mình có thể phòng thủ một cách an toàn trận này không? Mặc dù là cái tỷ lệ thắng của chúng ta thì lại cực thấp.
cung độc Slaver một khi nó đã thủ thành thì thực sự nó sẽ là thảm họa cho bất kỳ một đơn vị nào tấn công nó. Nỗi khiếp sợ mang tên cung độc Slaver. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dàn quân vào phòng thủ. Như mọi khi, cái thành này thì có lẽ là mình thủ quá quen rồi. Bởi vì thành của Dợ nó chỉ có hai kiểu thành thôi, một cái thành như này và một cái thành kiểu đối với cái thành mà không giáp biển thì nó có hai kiểu này thôi. Và một kiểu nữa là nó quay quanh mà xung quanh thì có mấy cái lối vào đấy. Và không có cái tường thành này. Nhưng mà kiểu gì thì mình cũng chơi hết. Nói chung là như vậy, kiểu gì thì mình cũng chơi được hết. Ngon thì cứ việc vào nhé. Phòng tuyến cuối cùng, cái skill này gần như mình chưa sử dụng bao giờ. Đấy là khi mà chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta mới dùng đến cái skill đó thôi. Phòng tuyến cuối cùng. Đội cung này nó cũng có mũ mão rồi. Nó không đầu trần chân đất như mấy cái đội cung này đầu. Nhưng mà mấy anh Slaver thì nói chung là giáp khá củi. Cứ để chúng nó tiếp cận. Cung độc này có lẽ mình không cần phải dùng những cái skill này. Những cái skill này nó sẽ gây mệt mỏi cho quân đội này. Nên là mình cũng hạn chế dùng. Khi mệt mỏi thì nó sẽ tấn công đánh chậm hơn. My brothers, we fight with honor. Why does everyone we meet always want to kill us? Sell us his sister. Bắt đầu tấn công rồi. Rồi. Nó không chịu nổi với tên độc. Chúng nó sẽ không chịu nổi với tên độc của mình. Bắt đầu bắn tên rồi. Liên tục bị trúng độc. Rất nhiều anh em sau khi xem vài cái tập đầu tiên của chiến dịch này của mình đã cảm thấy rất phấn khích với cái đội cung độc của Slaver. Và rất nhiều người đã chơi theo và thực sự họ cảm thấy rất thích. Và thực tế thì trước khi mình chơi thì cung độc Slaver cũng đã rất mạnh rồi, nhưng mà đến tận bây giờ thì mình mới sử dụng nhiều. Cung độc Slaver. Mình nghĩ quân địch không có nhiều lựa chọn để có thể vào được đất của mình. Trong vòng quá lớn. À, nó bắn tên. Vâng, chúng rất nhiều vào mái nhà của mình. Ôi, nó bắn tên vào mái nhà của mình như mưa. Đây. Đấy. Trúng được vài thằng nhưng mà à đâu, nó quẩy đá. Ở bọn này nó ném đá vào nhà mình này, kinh quá. Con ném này cũng chết mất vài thằng nhưng không đáng kể, không sợ. Rồi chúng nó cứ chạy một vòng ra đến đây là chết là vừa. Mấy thằng ném lao này nó ném rất đau ấy nhá, gây sát thương cực mạnh luôn.
Tuy là nó không lém độc nhưng mà sát thương là cực lớn. Chúng nó chưa vào nơi đã chết gần hết rồi đâu. Tên độc nó bắn nha, thấm đòn luôn. Chạy dọc tuyến này chết hết. Những lời thì thầm của những mũi tên. Hàng rào bị tấn công rồi. Tấn đi. Tấn được hay không là vấn đề. Chưa vào nơi đã chết gần hết rồi. Rác mà đi chưa mộ. Mấy anh này thì chả làm được cái trò gì đâu. Nhấp nháy hết cả. Bọn này cần gì? Chưa lên đến nơi chết sạch. Lém phi lùm thì nó lém cũng thấm nhỉ. Mình đã bổ sung thêm một đơn vị lính dìu ra đây rồi. Rồi ôi. Nó lên đơn được hay không mới là vấn đề. Nó vẫn đang có cái đầu lâu kia thì nó bị mất tinh thần chiến đấu khá là nặng. Ôi, thanh niên này của mình chém thấm đấy. Đội hình của nó bên ngoài nát hết à? Tiếp tục bị trúng độc à? Thế thì chắc không sống được lâu đâu. Còn quân nữa đâu, chết sạch rồi. Mà tướng vẫn bị trúng tên độc. Tự tin kìa. Cận vệ Burundian đánh nhau dư binh Perrin của mình. Dư binh Perrin nó toàn đội dư là nó cũng hớm hết đấy, đùa đâu. Chạy ra phát lại xính tiên độc. Cứ địch đã chết. Mày ngu lắm. Tăng tầm bắn lên. Cứ để cho cung nó bắn tí, cho chết bớt đi. Cho nó bắn chết bớt đi. Bao giờ không thấy bắn nữa thôi. Bình thường các bạn thủ thành mà mấy cái quân đội mỏng như này, các bạn sẽ thương vong rất là nặng khi đánh với đội quân full như vậy. Nhưng mà các bạn có thể thấy là đánh với mấy anh Slaver, đây là đội này nó còn bị trừ đấy các bạn ạ. Còn nếu mà chơi các cái tộc Slaver khác nó không bị trừ ấy, thì còn nó còn mạnh nữa. Và sắp hết chưa? Vẫn bắn được à? Rồi bắn được, cứ bắn đi. Rồi, một chiến thắng anh dũng tiếp theo. Chỉ có 180 đồng chí hy sinh cho 2.400 kẻ địch tấn công. Quá khó cho kẻ địch. Chọn hồi quân như này thì sau trận này nó đầy quân luôn à. Rồi, có
Còn vài thằng quân thì mày nghĩ mày đánh được ai? Nhưng mà nếu hai thằng Slaver đánh lẫn nhau thì thực sự là rất khó đấy, bởi vì là nó cũng hai bên đều có tên độc và thằng bên phòng thủ sẽ thất thế hơn. Chúng ta không di chuyển được. Có vẻ chiến trường đang không thuận lợi cho chúng nó rồi. Chúng ta cho quân đoàn tấn công đến đây rồi thì chúng ta sẽ gây một áp lực rất là lớn cho kẻ địch luôn. Giờ đây chúng nó sẽ không có nhiều lựa chọn nữa. Ascum vẫn tấn công dọc trục phía dọc cái trục phía tây. Các cái thành phía tây. Nếu như mà một điều kiện cho phép thì mình sẽ cố gắng đàm phán với Ascum để có thể có một cái hiệp ước nào đó thuận lợi một chút. Bổn phận vẫy gọi. Đừng bảo nhà vua chết nhé. Chính xác là nhà vua chết à? À không. Có vẻ như là ám sát một tướng lĩnh nào đó của mình ở đây. Ready for orders. Rồi, nó hạm đội mình đâu nhỉ? Có cái mình sẽ tấn công hai cái quân đoàn ở ngoài biển này. We must rest a while. For the tribe. Moving out. Your orders? Đây rồi, cho nó phun đã. Nhớ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steady as we go. Ships to port. Cho mày cơ hội để chạy thoát mà mày không chịu chạy nhá. Thì đừng có trách. Đừng trách ai. Besieging settlement. Tướng này tên là gì? Levitz gì đó. Nên nó tên là Levitz. Ngọn roi thứ hai. Đô đốc nào đó tăng được vệ sinh. Vùng này không có đô đốc à, không có thống đốc à? Cần một thống đốc nó tăng vệ sinh dịch tễ. Chúng ta sẽ thay bằng cái này này. Rồi. Phòng thủ đây như vậy là quá rắn. Chúng nó bị phong tỏa hết cái cảng biển này rồi. Nó không thể đi được nữa rồi. Kinh tế của chúng ta cũng bắt đầu khởi sắc rồi. Mình rất là liều khi mình dám tấn công xuống phía nam đấy các bạn ạ. Thực tế là chúng ta đi tiến xuống phía nam là một cái giải pháp nó không được phải là hợp lý lắm, ổn lắm đâu. Khi mà
tiềm lực của chúng ta là rất mỏng. Nhưng mà không sao. Dù sao thì mình vẫn còn khá hơn là tiến lên phương Bắc. Bởi vì mình thấy phương Bắc còn bất ổn hơn. How can I assist you? The ravens come. Yes, mày cứ thích tấn công quân của anh ở đây. What would you have of me? How can I help? Hết tiền. Yes. How can I assist you? I could be of further help. Ready for battle. Cứ bình tĩnh đi. Có thằng Ascum nó đang chiếm được cái khu vực này. Mà nếu mà Ascum nó thân với mình hơn nữa thì tốt nhỉ. Đang cải tiến rồi. Cố lên Ascum. Trận sau mình sẽ cho nó biết mặt. Đồ hung nô rồi. Vẫn chưa đốt được chỗ này à? Lại còn cử thêm một quân đoàn nữa đây. Đánh dọc cái tuyến này à? Giỏi. Thanh niên này thì coi như xong rồi. Chả làm được cái trò gì luôn. Nói nhanh cho nó vuông. Quân đoàn đã bị hủy diệt. Chỉ còn vài thằng quân củi. Nói chung người Nga mà tiến đến Trung Đông thì thực sự đó là một cái giải pháp chưa ít người sử dụng. Bởi vì là phần đa tiến xuống phía Trung Đông này là người Nga sẽ gặp bất lợi mà. Người Nga chỉ mạnh khi đánh nhau trên tuyết thôi. Là tiến xuống Trung Đông này là cái bọn Trung Đông nó được búp rất mạnh các đơn vị sa mạc mà. Là việc tiến xuống Trung Đông như này là một cái giải pháp mà ít người lựa chọn. Tuy nhiên thì mình cứ thích nó cái gì đó nó phải độc và lạ một tí. Dành tiền để sửa chữa cái vùng mà mình vừa chiếm được đấy đã. Nó có những cái tài nguyên khá là thú vị. Có một điều là thanh niên này vẫn thích chiến tranh với mình. I am here then. Và vẫn tiếp tục cử quân xuống. Your orders. Chúng ta đã có ta đã trao cho ngươi cơ hội hòa bình và ngươi đã lựa chọn chiến tranh. Rồi, ta đã trao cho ngươi cơ hội hòa bình và ngươi đã lựa chọn chiến tranh. That is a dangerous course. Ready for order. Thì ngươi sẽ phải đón nhận chiến tranh thôi. That is impossible. Impossible. Rồi xong. Bây giờ thì tất cả quân của nó chuyển sang bên này rồi. Mình sẽ ra mình tấn công cái cảng này của nó phát ạ. Tất cả các hạm đội này của nó. Đó là lý do tại sao mình phải đưa một cái hạm đội sang đây. Bây giờ thì cái tấn công cái thành này thì quá đơn giản khi chúng nó không còn quân nữa rồi. Chiếm luôn.
Nhưng mà có điều là cái hạm đội của chúng ta sẽ phải đánh một trận tiếp theo, diệt nốt cái đám quân trên biển của nó đấy. Your orders. Một chiến thắng khá là nhẹ nhàng và đơn giản. Thay này thì chúng ta sửa chữa thôi. Lý do là hết tiền này. Slavic tuyển dụng tình báo linh mục thủy lợi à? Màu mỡ ở vùng này nó cũng hơi thấp thật. Được, cứ để lại để sử dụng. Nhưng mà hạm đội này thì có việc đấy. Destroy them. Mình không biết cái vùng biển này còn bao nhiêu quân nữa nhỉ? Rất may mình đã đẩy cái bọn xe bắn đá của chúng nó xuống biển. Mình sẽ chờ cái thời tiết đó tốt một chút xíu, chúng ta sẽ đánh nhau. Ready and able, crewed by warriors and ready. Quân địch là khá đông. Thuyền pháo của nó thì không thể bắn pháo ở trên đây được, bởi vì đây là pháo bộ chứ không phải pháo trên biển. Để xem nó tiếp viện từ đâu ạ. À, từ đằng sau à. Nó đang bỏ chạy kìa. Mình muốn thuyền đâm hút của mình nó phải chạy dọc được ra hai cánh xa một chút. Rồi, rất tuyệt. Loạt đạn pháo đầu tiên có thể nói là quá tuyệt vời luôn. Nó định đánh nhau đội thuyền dìu của mình á. Thật là ngớ ngẩn. The enemy is boarding a ship. Fight back. The general has fallen. Our victory grows ever nearer. Nó tràn xuống để đánh nhau với đội này của mình à. Khá là nguy hiểm. Chuyện này không đánh nhau. Hốc nó cho anh. Ây da. Hốc nó. Hốc luôn vào đây, tiến nhanh vào đây. Cẩn thận đấy, không là chết quân mình. Our general is being attacked.
Keep him alive! Boards ready! Ships and boards ready! Chúng nó rất là đông. Chỗ này mình thích đánh tay thôi, còn auto thì chúng ta thắng chắc rồi. Tấn công nhanh. Nhanh, tiến vào đây, húc chúng nó sập hết ra cho anh. Chúng ta có đội huyền diều vẫn chiến được. Rồi. Húc luôn cho nó cho anh. Ái chà, có mấy con ngựa ở trên này mà cũng làm loạn giỏi nhỉ. Cái gì ở đây, nó có đơn vị quân gì đấy? Thế thôi gì. Men are broken and running for their lives. Wants blood. Rất là khó đấy. Chúng nó vào gần quá. Được cái này, mấy cái thuyền này chúng ta mua lại đơn giản không? Mình thích đánh nhau. Rồi, cho chúng mày chìm xuống hết. Xong. Tấn công nó cho anh. Enemy forces have destroyed an entire unit. I surrender. Ships ready. Húc tiếp. Chạy ra đã. Đứng này vướng không bắn được, không hút được. Ai giờ ơi, mình cũng tiêu vong cả cái hạm đội này vừa. Nó đông quá. Nó xong rồi. Rồi xong rồi, hủy diệt hết cả hạm đội đó rồi. Oh. Ui dồi ôi, chiến thắng sát nút mày quá. Nói trước thì mình không nên chọn những trận chiến mà quân địch nó đông như thế này. Nhưng mà phải đánh nhau tí nó mới vui chứ. Suốt ngày phu phu ở ưu thực ở nhà chán chết. Rồi cho nó tan nát hết rồi còn đâu. Nguyên cả một hai quân đoàn đóng, ba quân đoàn này bị ăn lo đòn này. Thế đô đốc của chúng ta mới có việc để làm. Đô đốc của chúng ta mới có việc để làm. Các cái thuyền kia thì mình mua lại đơn giản không? Tất cả hải quân của mình, cái lực lượng hải quân đánh trên biển của mình, đánh dìu nó chưa mạnh lắm. Nếu mà mình luyện nó mạnh lên một xíu nữa thì chắc là được. Phí duy trì đây. Cái này nó giảm phí duy trì đây. Yes. What would you have of me? Your orders? Ready for orders. Tốt. How can I help? I am the watcher. Rồi. Khá sang rồi. Bây giờ thì For the tribe. For the tribe. Mình nghĩ là cho nó chuyển bớt quân từ quân đoàn này sang cho quân đoàn của thái tử ấy, để thái tử đi đánh nhớ trận đấy. Thái tử cần phải lên rank thì chúng ta mới mạnh được. Còn phía bắc này thì hung nô nó đóng gần này quân đoàn đây thì chả có thằng nào nó dám sang đất của mình luôn. Ủa
Giá như chúng mình còn trẻ và cái đôi tay của mình nó còn nhanh được như cách đây vài chục năm trước thì có lẽ là mình sẽ còn đưa ra nhiều chiến thuật chiến tác chiến còn hay hơn nhiều, nhưng mà cái gì thì thế thôi, tuổi cao rồi nó không thể được như ngày xưa nữa rồi. Ước mơ chỉ còn là ước mơ thôi. À, chỗ này là chúng ta xây cái vùng thuốc nhuộm đúng không? Nhưng mà bây giờ chưa xây được, để lượt sau đi. Ê! Ấn nhầm cái gì đây? Thôi, qua lượt đấy. Kinh tế của chúng ta cũng khá... thống đốc à? Rồi. Còn vài thằng quân định làm loạn ở đây tiếp à? Chưa dẹo à? Dám tấn công làng của anh. Làng phương Nam, làng phương Bắc. Mình vẫn còn khá nhiều quân. Mấy thằng Viking nó đang nội chiến với nhau. Mấy phe Viking đánh lẫn nhau. Sao thằng Hung Nô mãi nó chưa đốt được cái vùng kia đi nhỉ? Nó đốt xong thì nó sẽ tiến tiếp xuống chỗ dưới đấy thì là rất tuyệt. Ồ. Cứ mất một đơn vị nào đó là nó sẽ lại sinh ra một đơn vị ngay trên đất của mình. Ở cái vùng ngày nay thuộc Ukraine. Chỗ này hình như không có một cảng biển nào nữa. Và Hung Nô thì nó đang tiến xuống hướng này, theo cả hướng này nữa. Tuyệt thật. Rồi. Hung Nô đang tiến rất sát sang khu vực bên này. Rồi rồi. Hung Nô đang tiến sang Ý. Vavery Kitty sao? Mày thích làm thích có chức vụ à? Còn lại là đám con ông cháu cha của mình. Thanh niên này. Rồi, có hết. Mình có vài con gái 20 tuổi này. Chưa thể lấy chồng. Ready for battle. Đây rồi, chuyển bớt quân sang cho thái tử rồi. Quân đoàn của nhà vua sẽ tấn công vào thành này tiếp. Nó không có lực lượng ở đây à? Nó không có lực lượng ở đây. Thái tử đâu rồi? Lên đây đã. Chưa cần phải đánh nhau vội. Your next command.
Mình chỉ dẹp trừ phản loạn thôi mà, chứ có định xâm phạm lãnh thổ của nó đâu. Nhưng mà mình cũng phải vẫn đang cải tiến. Please be seated and take wine. Mình vẫn đang tăng trưởng điểm ngoại giao với nó thì cũng không sợ lắm. Có cái điều đau đầu nhất là cái thằng chó chết phương Bắc này nó lại chiến tranh mình. Thằng này chiến tranh với thằng này, trong khi thằng này chiến tranh với thằng này, lại chiến tranh với cả thằng này, thằng này thì lại đồng minh của thằng này, tương đối đến hại não với cái bọn này dợ này. Còn thằng này kệ bọn chúng nó. Your orders. Ra đây để bổ sung thêm quân nữa. Ơ cơ mà chỗ này toàn cảng lương thực, không có cảng quân sự. Lương thực bằng không. Nhưng mà tiền nhiều vãi trưởng nhỉ, độ máu mỡ là 10 rồi. Vùng này giàu có thế, đúng là. Vùng này mà để xây công trình này cũng hơi phí nhỉ. Nào sao? Không có quân à? Sao có mỗi mấy thằng này? Một 1% phục hồi, vậy là đủ. À đây còn một cảng biển nữa này. Khá tốt rồi, chúng ta đã kiểm soát toàn bộ cái vùng này đấy. Ruộng thì chỉ cây lên có một cái thôi, không lên hai cái ruộng làm gì cả. Bảy nghìn chúng ta chưa đủ. Không sợ đâu, với lực lượng phòng thủ này nó cũng không công rồi. Ta cần đạn dược không nhỉ? Sĩ khí cái đấu với các đế quốc phương Đông đang cần cái này đấy. Mình đang cần cái này. Một cuộc chiến khá nhanh thì chúng ta có thể kiểm soát được nhanh cái vùng này thế nhỉ? Sườn phía đông này thì Ascoop nó đang giải quyết. Recruiting more ships for the tribe. Bổ sung một cái lực lượng lính dìu nhiều như vậy thì chúng nó không dám công của mình đâu. Ai già tiến được ra đây thì nó là một vấn đề lớn với bọn này luôn. Ồ, không nô đâu rồi. Phía Bắc thì chúng ta khá là. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Mấy Slaver này ghét mình lắm ấy. Ghét thì ghét nhưng mà để mà chiến tranh thì cái khả năng nó hơi thấp.
Nó chỉ không ưa mình lắm thôi. Tướng này. Tốt rồi. Chúng ta vây chặt căn cứ của nó à? Nó không thoát ra được. Phía Nam. Hung nô đã đốt sạch đến đây rồi. Nó Alaman này. Nó còn đang bận chiến tranh với sườn phía đông à? Kiểm soát bán đảo Ý bây giờ thì mình có thể kiểm soát được, nhưng mà mình sẽ gặp vấn đề rắc rối khi mà mình cố gắng tấn công bọn nó. Cứ để thằng nô nó sang đấy nó đốt cái khu vực bên đấy. Mình cũng chẳng muốn tiến sang cái vùng đấy. Quá là rắc rối. Bán đảo Ý bị tấn công từ tất cả các phía, từ phía biển này, từ phía đất liền. Nên là phòng thủ hơi khó. Chúng ta sẽ mất rất nhiều các đơn vị quân ở đấy để phòng thủ. Hai quân đoàn kia ngon thì vào tấn công anh đi. Ngon thì vào tấn công nhà vua của anh xem nào. Đốt. Đốt đấy, đốt đấy, đốt đấy, đốt đấy. Ôi dồi, ông nô, ông vây cái thành đấy hơi lâu ở đây ông nô ạ. Có thằng nó đang trèo lên đất của mình kìa. Có thằng nó đang trèo lên đất của mình. Return to your people and prepare. Có một cái thằng dở hơi nào ở đâu nó lại chiến tranh mình này. Ôi giời. Mày tít tận ở cái xó tận cùng châu Phi đã đánh nhau với anh. Ôi kìa, ôi kìa, ôi trời ơi, lại cử quân sang kìa. À, lại có quân tiếp ở đây à? Nhiều quân vãi trưởng nhỉ. Trung thành à? Lọ mọ được một quân đoàn ra đấy. Dọa anh á. Hả? Chú nghĩ chú thế nào mà chú dọa được anh? Ồ, mình thử lên cấp này xem là có được cái thuyền gì mạnh hơn không. Chắc phải được cái gì hơn chứ nhỉ? Thôi từ từ, mình đang vẫn phải sửa mấy cái công trình bên này thôi. Nếu không phải thì mình đã cho nó xây rồi. Ơ, cái loại ruộng này mình không dùng được à? Ừ. Vùng này xây cảng cá rồi thì đương nhiên phải có công trình này. À đúng rồi. Cái vùng này thì không cần thiết thật. Vùng này để xây cái công trình này là đúng rồi, tăng trưởng thì chỉ có cần một vùng thôi. Cái này thì không. Nếu đây cái này là ruộng rồi thì cái này à... Tại sao phát triển cái nhà xe bắn tên ở đây, cung thủ ở đây nhỉ? Bên này đã có rồi, hai vùng này nó giáp nhau, không cần cho cái vùng này nữa. Vùng này đã thiếu vệ sinh rất nặng. Thay bằng một công trình khác.
Tưởng mày thế nào? Có gần này quân mà dám dọa đánh nhau với anh? Phía trước này nó không có quân để có thể kéo xuống đây vây cái thành này của mình. Rút quân về đây. Đủ để phòng thủ chờ cái cho thêm hạm đội này vào đây phòng thủ nữa. Tiện thể mua ít quân nữa nhỉ. Thôi không cần. Chúng ta có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Lech. Tên nó là Lech chứ không phải là Lech. Tên là Lech à? Bị ám sát hụt đúng không? Hình như nó là con ông cháu trả. Lách lách gì cơ mà nhỉ? Chỗ này không thấy. Lách. Chỉ số rất là tuyệt. Có thấy đâu nhỉ? Thuộc bên này à? Bên này cũng không thấy. Thôi kệ. Yes. I'll just put that there. Nó có xe bắn đá, mình không thể tấn công được. Giá như chúng ta có thể tuyển được mấy cái xe bắn đá đời cao hơn nhỉ? Ready for battle. Ngon thì cứ việc vào tấn công làng này này. I am the knife in the dark. I shall see them to their ai à, kinh tế của mình đang lên rất mạnh, hơn 8.000 một lượt. Mày chết, mấy cái thằng giáo cùi này mà rồi đánh nhau mình. Ô, ông hung nô à, ông xem ông đốt đốt cái chỗ này của tôi cái. Ông cứ mân mê ở chỗ này hơi lâu ấy. Đối với cái bản Attila thì nó có cái đặc điểm là chúng ta không thể tấn công một cách vội vàng được. Nó không giống như các cái bản khác. Chúng ta cần rất nhiều thời gian để trị an rồi này. Còn các cái vấn đo, các vấn đề vệ sinh dịch tễ này, rồi các cái vấn đề nọ kia. Rất và có thể nói là rất nhiều. Nên là cứ phải từ từ mới tiến quân được. Nên là rất là đau đầu. Chúng ta đã chiếm được đến đây thì về căn bản là quân địch nó sẽ không thể tiến được nữa, tấn công của chúng ta vào cái sườn này nữa. Nếu có thể mình sẽ khôi phục cái làng vùng ngay bên cạnh của mình, nếu như cái thằng Ascum nó không thể kiểm soát được vùng này. Mình sẽ tiến từ từ, từng bước một. Rồi xong, hung nô đã đốt một cái làng nào đó, mình vừa nghe thấy tiếng nổ. Đây, cháy ở đây rồi. Có một ngọn lửa ở đây cháy đến tận đất của mình luôn. Thật là khủng khiếp.
Nhớ anh em bảo cứ để hung nô nó đi đốt đến đâu rồi anh xây lại đến đấy, nhưng mà để xây dựng nó rất mất nhiều thời gian các bạn ạ. Các bạn chiếm được vẫn hơn chứ. Rồi ok. Quyết định ăn mình ạ. Ờ, nhưng mà cái thành này ven biển rồi. Chúng ta lại không có kỵ binh. Mình quên mất mình không tuyển mấy thằng kỵ binh rồi. Nó lính dìu của nó không nhiều. Trận này thì nói chung là về tỷ lệ thì chúng ta thua SML rồi, không phải bàn. Mà còn để xem mình có thể chơi được hay không thì mình chưa biết. Nhìn cái tỷ lệ này thì chúng ta biết chúng ta thua SML luôn rồi. Chủ yếu cái quân đoàn là The Thunderers. Có cả Thunderers cả. Ồ, báo quá cơ. Quyết định nó sẽ tiến vào từ đâu nhỉ? Hẳn là vào từ đây rồi. Mình đang băn khoăn là không lên cái cổng này thì phải để cho đội này nó giữ chứ. Lính speed khả năng hơi khó giữ được cái cổng. Cái kiếm thì có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Ôi, nó sẽ có thể vào từ rất nhiều cổng. Khả năng thì nó cũng chỉ tiến vào theo 2 hoặc 3 cái cổng hướng này thôi. Mình chưa biết là nó đi vào những chỗ nào, nhưng mà nói chung thì... À... Chỗ này thì nó... Chúng ta còn có thể đặt một cái bờ tường để ngăn không cho chúng nó tiến vào các bạn nhỉ? Ngăn đây. We hunger for blood and battle. Rồi, bây giờ thì chỉ trông mong vào hơi mỏng đấy. Để cho thêm một đội speed ra đây. Mọi thứ ổn rồi. Đội rìu sẽ được bổ sung cho các đơn vị khi cần thiết. Thằng đứng ở đây luôn đi. Cho nó đứng vào đây luôn. Mình nghĩ là cho đứng luôn đây. Đội này nữa đứng đây luôn đi. Phòng thủ nó chắc. Cung thủ tên độc vẫn sẽ là chủ lực trong các đơn vị phòng thủ của mình ở đây. Đứng ở đây bắn này. Chưa đứng ở đây. Đứng đây bắn cho chắc. Bắn tên là phải bắn cầu vồng. Còn quân đâu đó. Nào. Lực lượng phòng vệ bờ biển của chúng ta chọn bờ đi em ơi.
Enemy reinforcements have been spotted! And we are forced to fight in the streets! Then, repel the invaders! Missile-armed warriors! Move it! The enemy has been sighted! As you say, Pane. Xem ta bắn tới không? Bắn này. Deadly missiles ready. Gotcha. Đúng rồi. Bắn độc chết bớt chúng. Our troops are being ambushed. Cứ phải bắn bằng tay nó chắc em ạ. Anh sợ cái đoạn bắn fire wheel của các em lắm. Anh ngán cái vụ fight will lắm. We'll kill them all. Hey guys, we hunger for blood and battle. Bắn đây trước phát đã, trước khi chúng nó kịp tiếp cận. Deadly missiles ready. Rồi bây giờ chuyển sang bắn gọn ngựa. Look, they're hidden units. Bắn bọn này, không bắn quân mình nữa. Rồi, cho đội lính dìu vào đây là ok. Nó còn có quân tiếp viện cơ mà nhỉ? Nó còn có quân tiếp viện cơ mà. Bắn luôn bọn này cho anh. Nó cũng có vẻ không tấn công được mình, mà mình thì cũng không tấn công được nó à. Cái bắn tên độc cho anh. Bắn cầu vồng là tuyệt nhất. Bắn luôn. Anh không bảo chúng mày bắn tên vào bọn đấy đâu nhá. Kìa. Anh không bảo chúng mày bắn tên lửa. Một phát ăn luôn. Trước khi nó kịp tiếp cận. Rồi dừng luôn. Bắn. Đây. Cứ bắn đi. Cứ cho chúng nó vào. Bắn. À đội này cũng thường. Cũng thường thì cứ bắn tẹt đi. Ra đây. Dìu binh này. Nó định vòng đằng sau này à? Enemy units have been rallied. Mấy con ngựa láo tét này ghê nhỉ. Chúng ta còn tướng ở đây cơ mà nó dám vòng đằng sau à? Tăng tập bắn lên. Missile warriors. Sao phải xoắn? Bắn cho anh. Cung độc Slaver nó có đặc điểm là tăng tập bắn nên nó là rất nguy hiểm ở chỗ đó. Đối phương không tấn công được chúng ta nhưng chúng ta thì có thể tấn công đối phương. Đấy. For blood. We hunger for blood and battle.
khỉ thật. Ôi, cổng này không giữ được rồi. Broken and are fleeing. Missiles ready. Bên dưới này là không có quân đâu. Rút lên đi. Quân chúng mày đông lắm cơ mà. Bắn vào đây cho anh. Giã vào bàn này cho anh. Không phải xoắn. Rút về đây. The enemy general is dead. Rồi, tướng nó chết à? Rất tuyệt. Di chuyển nhanh giúp anh một chút. Rồi xong. Ok. Phòng tuyến cuối cùng của chúng ta ở đây. Chúng ta còn các đơn vị lính xỉu. Bắn vào đây cho anh. Một loạt tên thôi, xong dừng lại. Bắn vào đây. Bắn vào đây. Bắn đây. Ok. Địch hết quân rồi. Rút, rút quân lên đây. Các cánh cổng này đã an toàn. Dù thì vẫn còn chất lắm. Bổ sung lên đây. Thứ nó chết rồi. Xong. Chúng nó đã nát. Bắn cho anh. Mày nghĩ mày ăn được anh á? Thôi được rồi. Một chiến thắng anh dũng cơ à? Tấn công vào thành của anh đâu dễ. Khả năng mình sẽ cho cái quân đoàn cái xuống đây khử đốt luôn cái thằng này. Nó còn có mấy thằng quân đây mà nhiễu quá. Kinh tế mình mạnh mạnh thì mình sẽ thành lập thêm một quân đoàn nữa full để có thể tác chiến được chứ nhỉ? À mà mình có thể thành lập thêm một hạm đội nữa. Ôi dồi ôi, hung nô nó xuống tận đây. À dồi ôi, xong. Đã xong. Thằng Pontus thì sắp thành dân du mục chưa? Phía này nó không thể tấn công được bởi vì là chúng ta đã cho hạm đội chúng ta phong tỏa cảng biển của nó. Rồi, phía bên trên thì đang bị Hung Nô tấn công. Rồi ok, đánh đi cung. Đánh đi cưng. Anh sẽ cho chúng mày biết sức mạnh của Slaver khi chơi phòng thủ nhá. Tưởng chúng mày thế nào. Nhìn quân của mình như thế này mà nó dám đánh, thằng này liều thật. À, nhưng mà chúng nó đánh ở trên sa mạc. Chúng ta trèo sang đất của Trung Đông rồi. Thì đánh trên sa mạc chúng nó được búp rất là gớm đấy. Nên là trận này chắc là cũng không đùa được. À, hình như là có cái tường bao quanh để cho cung của chúng ta đứng trên tường thành rồi. Nhưng mà chúng ta đã có cung chưa nhỉ? Thật tiếc là chúng ta chưa có cung. Ồ, cái thành này mà phòng thủ thì bét ngon luôn. Rồi đứng đây. Có 1, 2, 3, 4 lối vào.
Chúng nó tiến theo hướng hai hướng này. Chặn đây phát cho nó khỏi đi. Chả hiểu nó nghĩ thế nào mà lại dám tấn công mình nhỉ. À, cái thành này chúng ta chưa sửa xong. Nó vẫn là kiến trúc của mấy thằng phương Đông. Nó chưa thành chạy chạy chó. Chưa biến thành chạy chó. Vẫn là kiến trúc phương Đông. Bốn cổng chúng ta cho bốn đội này. Và bốn đội dìu đứng thủ. Nó hầu như không có, nó có đội cung ấy. Mà có một đội không? Không đáng kể. Đợi tình hình thuận lợi mình cho. Warriors eager for blood. Mình có rất nhiều lính dịu, sợ khí thì chứ mà. Dìu này, dìu binh Perrin này đâu phải dạng vừa. Cần mình có thể bổ sung sau. Cái đứng này đã, mấy anh này mới được khôi phục thương nặng. Tướng quân cũng vậy, đứng ở trong này. Ờ, mình còn có 3 đội này nữa mà. Ồ, thế thì còn chưa dùng đến đấy. Đội ngựa cứ đứng đây đi. As your leader, I command you to stand fast and defend this. Good news! Additional forces have arrived. You shall need to be strong today. Hạm đội của chúng ta lính dìu rồi, chuẩn bị đổ bộ rồi. Thế thì có mà mệt chúng nó rồi. Mình có cả thêm mấy anh dìu ủng hộ nữa. Chắc cũng không cần đến đâu. Chỉ cần gần này lực lượng mình đã đủ chấp cho nó luôn. We are losing our advantage. Cái trận không còn thuộc về chúng ta. Không thuộc về chúng ta thì thuộc về ai? Mình nghĩ mình chưa cho bọn này đổ bộ vội. Cứ đứng từ từ ngoài. Đô đốc thì chắc có lẽ là không cần. Nhưng mà mấy thằng này đứng đây này. Sẵn sàng đổ bộ rồi. Chúng nó là lính spy để ăn làm sao được. Nothing remains of that tower now. Đang tiến quân từ tất cả các ngã vào đây. Mấy cái thằng giáo binh nhỉ. Một con thuyền đã dùng hết đạn dược. Đánh giáo thì có gì mà phải sợ. Ai là nó xô ác nhỉ. Sáo cùi đây mà xông quánh mình rồi. Chúng ta còn lực lượng dự bị ở đây, mình còn chưa dùng đến. À, tiếp viện, tiếp viện. Nó chưa thông báo là các đội dìu mình được tấn công đâu. À, bắt đầu rồi.
chưa thấy đánh nhau này. Cận chiến. Rồi. Chưa thấy báo đánh nhau. Đây à? Ai à? Mấy cái thằng Trung Đông bịt mặt này láo thế nhỉ? Cái bọn này nó bịt mặt từ thời cổ à? Đến bây giờ chúng nó cũng suốt ngày bịt mặt. Ôi rồi, sao chết? Không biết lý do. Ai ơi. Ui, nó xuyên từ đằng sau lưng mình kìa. Xuyên phát chết chứ. Cái bọn Spy này của nó mà hổ báo. À, chúng nó được cộng mà. Khi đánh nhau trên sa mạc. Nó có một đội xạ kỵ kìa. Ra đây rồi. Giết luôn trước khi nó kịp làm được gì nhiều hơn. Enemy units have rallied and returned to the battle. Ai chà. Chết mấy con ngựa mình rồi. Lì gớm nhỉ. The ship has replenished its ammunition. Rồi. Bình tĩnh nha. Xem nó bổ sung quân vào chỗ nào này. Bọn này nó chống kỵ binh rất tốt này. Nó đang cho kỵ binh tiến vào các cái hướng này thì mình sẽ cho lính speed ra đây. Mình còn chưa cho mấy anh dìu vào đấy. Gì đổ bộ vẫn chưa vào đâu. Cho đi chưa nhỉ? Đổ bộ phát đi chứ. Chém cho nó tới ấp luôn. Hải quân đánh bộ của Ante đây rồi. Chờ xíu để cho lốt một đơn vị nữa trèo lên. Chúng ta sẽ đánh sốc từ bên một. Nó có đội xạ kỵ ở đây. Ai chà, cổng này đông ghê nhỉ. Ngọn gió thứ hai à? Bước vào đây đi cho anh em nó tăng giảm mệt mỏi. Quá đông. Under attack! Warrior!
Commander's ready! Forward! Nó dồn ứng quân ở đây à? Đây à, để chờ tôi đã. Chỗ này nó sắp dẹp rồi. Ai ôi, thế mà nó chém mình cũng thấm vết nhỉ? Kiểu như là 5 thằng... Đây đây. Xuất sắc chấn kỵ binh này. Ra đây. Bọn này chết luôn. Sổi. Đùa với dư huynh của anh á. Ai ơi, nó chém đến dư mình mất nhiều máu ghê nhỉ. Thế này. Sao nó rút chạy sớm đấy. Sao khỉ chúng nó. Sao lên. Phải là dư binh Perry này cơ. Mới chết được. Ủa, mấy thằng sa mạc này hướng nhỉ? Nó được boost tinh thần khi đánh nhau ở đây có khác. Đùa được. Mình tưởng có thể áp đảo cho nó nhưng cũng không dễ. À, ngọn gió thứ hai, thằng này cũng có skill ngọn gió thứ hai. Boost cho anh em đi. Bọn này là bậc thầy chống kỵ binh. Không phải sợ. Bên này xong à? Bắt đầu tiến quân sau này. Vây cắt hướng à? Đến đây này. Pull back. Our men run from the enemy. This is shameful. Mấy thằng diều binh này có vẻ hết củi nhỉ? Con ngựa chạy ra đây à? Phải nhốt được cái đội xạ kỵ của nó lại nữa. Từ từ, cứ tiến lên đây đã. Khi có điều kiện thuận lợi thì mới bắt đầu... Thằng này kém quá nhỉ? Đây.
huy trưởng của bọn này đi. The enemy is going for our general. Protect him. Tướng quân của chúng ta bị tấn công à? Rồi, rút lại. Mình phải đảm bảo rằng là đội xạ kỵ của nó sẽ không chạy được. Cần có một sự đảm bảo đấy. Phong. Không. Ồ, nó bị sốc. Như này là nó mất tinh thần dữ lắm. Ơ kìa. Vào đây. Kiếm vào đây. Gì rồi? Chém thẳng luôn. Kill, kill, kill. Lùa bọn này luôn cho anh. Tiến xuống. Rồi nó bị sốc cả một đám này, nó đánh sốc từ hướng này vào, nó đang hoảng tinh thần. Chạy hết rồi. Đi ra đây để thử bọn này cho anh. À, đội xạ kỵ nó thoát được. Mình biết ngay là thoát được rồi. Đội xạ kỵ của mình à? Ôi dồi ôi. Bình tĩnh đi. Chém chết cho nó cho anh. Chạy tán loạn. Đừng mất đội sốc kỵ này nhá. Sốc kỵ này ngon phết đấy. Rồi bọn này nó xông lên nó chém cho thì úi dồi ôi. Cánh này nó đang chém đấy. Dìu nó chém thì thôi rồi. Vỡ trận luôn. Khẳng định là vỡ trận luôn. Vỡ trận luôn rồi. Ô kìa. Tấn công tướng của mình kìa. Toàn dư huynh chém nhờ. Úi dồi ôi.
Công chúa, không phải nghĩ. Và đây sẽ có một vụ thảm sát chỗ này. Và rồi, một chiến thắng anh dũng à. Láo thì dám vác quân lên là dọa anh à. Ôi, có đội kiếm của mình nó chém đến 400 thằng. Ồ, chúng nó còn nhiều quân quá nhở. Kể mà đánh lốt cho chúng nó chết bớt đi. Vlad sinh con vào trung thành dao động. Lòng trung thành đang dao động. Đối với vấn đề lòng trung thành của một các tướng lĩnh dao động thì chúng ta cứ cho gái đi thuyết phục là đơn giản nhất và cũng là hiệu quả nhất. Rất đơn giản và hiệu quả. Fleet ready. Quân đội kiểu này thì đánh được ai nữa. Thẩm quyền nó hơi thấp nhỉ. Nó bị cái trai xấu quá. Thì bên này thì ổn rồi. Không thể, nó không thể tấn công vì mình phong tỏa cảng biển nó. Quân đoàn này ready for orders for the tribe. On the move, lads. Lại ra đây phòng thủ cho anh. Hai thằng này thì tí mình đập lốt. Thêm một quân đoàn này nữa, full. Quân đoàn này đứng ở đây phòng thủ với lực lượng như thế này là ổn. Ta còn nguyên cả một hạm đội này nữa mà. Mình có thể thành lập thêm một hạm đội nữa nhưng mà chắc là kinh tế của mình nó chưa cho phép. Không sửa được. 8.000 mà, mình có đủ mà. Đây chỉ không thể xây dựng, phải tái thiết thành phố trước đã à? À ừ. Warriors all. Hai cái xe bắn đá. Đội này thì không có xe bắn đá này. Đội này thì mình ăn dễ hơn này. Nhưng mà cũng không có đường mà đi. Bây giờ phải thuyết phục được Hung Nô một cái việc nữa. Tham Pon Tut còn một cái thành duy nhất ở đây. Ở chỗ này bị đốt cháy toàn bộ rồi kìa. Hung Nô nó cử được quân ở đâu chỗ này nếu mà nó đốt kinh thế nhỉ. Tiêu điều. Pon Tut còn một cái thành ở đấy thôi. Sassanid nó tái chiếm lại được à? Mình La Mã. Cho mấy thằng này đi do thám nữa. Bố phòng quân địch nó thế nào? I am done. Mình phong tỏa lốt cái cả này nó ổn đấy chứ nhở? Tiến từng bước một và chúng ta sẽ áp sát kẻ thù. For the tribe.
Thôi được, cứ qua lượt đã. Set up a blockade. Hùng nô nó cử gần đây quân đoàn sang nó hỏi thăm thì thằng này chạy đi đâu. Việc chúng ta có thể phòng thủ được phía Bắc giúp mình có thể yên tâm rút bớt các quân đoàn xuống phía Nam được rồi. Rút được thêm các quân đoàn xuống phía Nam này thì bình tĩnh, dọa rủ mình đánh nhau mấy anh em Slaver. Thôi nhưng mà mấy thằng Slaver nó cũng có làm được cái gì đâu. Thằng đấy chạy lọ mọ ở đất của mình. Bây giờ phải thuyết phục Hung Nô tiếp tục cuộc chiến xuống phía đông. Phía khu vực Trung Đông. Mình cần phải giải quyết hẳn cái chiến trường ở đấy đã. Nó cầm lên hai quân đoàn trên đất của mình như này là không thích tí nào luôn đấy. Nó bị vây cái cả này, nó không thể triển khai quân đi ra đường biển ở đây được. Bôi trơn bánh xe. Mắn đẻ. Ái chà, thằng này chảy nhờ. Lẽ phải cho tận hoàng hậu đi giải quyết à? Mày. Khát vọng. Thằng này bị trừ nhiều quá. Biết là con ông cháu cha rồi nhưng mà Warriors all. For battle. You have further orders? Cho nó một đội ngựa nữa. Starting out. Về đây, ngũ quân. What? Ready for orders. For the tribe. Phải có nhiều lính speed thì mới tiến được khu vực xuống được cái khu vực Trung Đông này. Fight with us. It's a good life. Thirsty for battle.
hai thầy trò của thằng này. Yes. Mình có thể tấn công thẳng vào đây được. Mình vẫn cứ phải lo giải quyết cái chiến trường phía dưới này nữa, chưa xong rồi. Giờ thì phải thuyết phục Phong Nô. We have chưa chiến tranh với Sassanid. I'm sure. And also wine. Chỉ cần nó chiến tranh với mấy thằng này thôi đã. À, nó cứ kéo quân xuống là cũng đã rắc rối rồi. Cho bọn kia rồi. Rồi. Chỉ cần Hung Nô nó tiếp tục tiến xuống này. Quân đoàn này. Đây mới là quân đoàn phải mua quân chứ nhỉ? Mình nhầm. Bạn này lên giáp đã này. 1, 2, 3. Thế đủ rồi. Thế nhiên này. À, chúng ta có khá nhiều các quân đoàn đấy. Đây rồi. Đủ lực lượng phòng thủ rồi. 20 đơn vị quân. Tấn công tiêu diệt đốt cái thằng phía bên dưới này đã. Hạm đội của chúng ta. Ra đây để mua thêm mấy cái thuyền pháo. Ok. Nếu cần chúng ta thành lập thêm một cái hạm đội nữa, phong tỏa nốt cái cảng này lại là chúng nó hết đường đi sang đất của chúng ta luôn. Cảng phía trên này thì ok rồi. Còn phía bắc. Mình sẽ tiếp tục cái chính sách là Bắc Đàm, Đàm, Nam Tiến vậy. Bắc Đàm và Nam Tiến. Lại chuyện gì đây? À, lại tậu được thêm mấy thằng quân nữa lại vào đánh tiếp à? Tất nhiên lần này nó có mấy cái xe bắn đá. Khỉ này chưa chịu dẹo nhỉ? Mình đang cần tài nguyên gỗ mà. Xem chừng kiếm mấy cái mổ gỗ mà cũng khó quá. Xe bắn đá ở bên này. Còn khơi nó mới đi đến. Chết sớm rồi. Cứ thích đánh vào mình. Trận này đánh ở trời tuyết rơi này. Chiến trường phương Nam của mình còn chưa xong. Nó cứ đánh mình khắp nơi thế này. Vào đi cưng. Có địch đang tiếp cận à? Xe bắn đá đứng im. It's an ambush. Ambush ở đâu? We hunger for blood and battle.
vào đến nơi thì chết gần hết. Ready for battle. Thằng tầm bắn lên, bắn lên. Chưa cần. Tháp canh bị phá hủy à? Tướng quân của chúng ta bị tấn công. Chúng độc xong rồi đi vào đây thì bị phi lùm nó lém này. Bọn này chết. Limit luôn. Đỏ đánh nhau nhỉ? Quân chả có, không đánh nhau, chứ đánh nhau. Giết được vài thằng cung tên của mình. Phải này, chết thấm độc rồi. Cứ đi phá tháp canh của mình. Chán thật thanh niên. The blaze has begun in the settlement. We've got enemy units have returned to the battle. Bên này nó toàn ngựa. The enemy are losing ground. Live to fight another day. Nếu nó phá được thì mình sẽ phòng thủ ở đây. Ngựa thì không cần phải dùng đến lính dìu. Đó, chết gần hết. Battle ready and eager. Từ nó dẹo rồi à? Vẫn còn trèo lên đây để bắn nhau mình. Liều thật. Chết trúng độc mà chết à? Mấy thằng này mình không kiểm soát được, không bảo nó bắn được. Bắn vào đây này. Còn ba cái xe bắn đá vẫn chưa chịu chạy. Lên quanh đây phi lùm nó lém chết bớt. Hết tên rồi. Khử đội xe bắn đá nó rồi. Battle ready, Hadiga.
đánh thành của mình. Liều thật. Tôi nhận cái thành kiểu này thủ dễ thật. Nó được bao quanh bởi các cái đường đi ngoắt ngoéo đó, thế nó lại còn chỉ có hai lối vào, nó rất là nhỏ hẹp lên dốc nữa. Sau đó ít nhất một lối đã bị chặn và vất mất rất nhiều thời gian để phá hủy. Ui, chết nhiều thế nhỉ. Chết nhiều thế. Bắn tên và bắn hỏng được cả xe đá. Đùa nhau à? Ôi chết nhiều thế nhở. Ba cái xe đá nó phơ chết nhiều quá. Rồi, chạy hết rồi. Ô, quên mất không truy đuổi nó rồi. Lại vẫn còn 3 cái xe bắn đá. Alaman. Alaman thì lại chiến tranh với cái thằng Viking ở phía trên. Nên bản thân bọn chúng nó cũng còn đang đánh lẫn nhau nữa, nên là mình cũng không phải vội tiến ra khu vực này. Khu vực này rất là biến loạn. Thuyết phục cung nô tiếp tục đưa các quân đoàn xuống phía nam này. Chỉ có hung nô nó mới giải quyết được bọn này. Hồ, trận đánh quá easy. Một thanh niên nữa bị chết tại chỗ. À, mình hỗ trợ hung nô đánh nhau này là còn lại đã tăng thí điểm ngoại giao rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Ô, hung nô đang rút quân về. Đang cố gắng thuyết phục nó đánh tiếp mấy thằng Trung Đông mà nó rút về. Mình sẽ xử lý nốt cái thằng mà nó đang đứng trên đất của mình, nó vây làng kia của mình ạ. Sau khi mua quân xong mình sẽ giải quyết rồi tiến lốt các quân đoàn sang Trung Đông. Ăn đi. Ngon.
có xe bắn đá, rất nhiều xe bắn đá. Căng nhở. Đây là nhà vua của chúng ta đấy. Ha, thành này chúng ta chưa sửa nhưng nó vẫn là thành của mấy thằng dợ, à mấy thằng phương đông. Vậy là chúng ta có thể đặt cung thủ trên tường thành rồi. Nhưng mà vấn đề là nó có xe bắn đá. Xem xe bắn đá nó tiến được vào đến đâu. Ồ, cái thành kiểu này của chúng ta thì mặc dù là thành của dợ nhưng mà mình nghĩ là rất là tuyệt khi phòng thủ đấy. Phía bên này là hoàn toàn không thể tiến vào. Quân địch chỉ có thể tiến vào từ lối này. Mình nghĩ là mình sẽ chặn một trong những cái lối trước mặt này này. Ồ, rất tiếc là mình chỉ có 3 đội cung thủ. Chưa biết nó tiến theo lối nào nữa. Mình nghĩ là trận này cũng... Đây là một kiểu thành của dợ mà mình ít khi có. Chúng ta có tất cả 3 lối vào. À, trong khi đó lối này đã bị chặn. Như vậy thì khả năng nó sẽ tấn công chính vào 2 lối này. Và mình nghĩ chỉ cần 1 đơn vị thôi. Để lại để dự bị. Cái bàn đá của nó sẽ còn mất khá nhiều thời gian mới tiến vào được. Xe bắn đá nó còn mất khá nhiều thời gian mới tiến vào được. À, chỗ này nó còn vướng ngôi nhà ở đây nữa. Chúng ta phải để dự phòng quân dự bị á. Get your shields up. Grouped and ready. Strappers ready. Grouped and waiting. 3 đội dìu vừa đẹp. Đánh nhau mấy thằng trung đông này, có thêm mấy thằng dìu này là thoải mái rồi. Rồi, đội xoay bắn đá của chúng ta sẽ được... Đội speed này thì đứng ở đây. Hai con ngựa này. Xem con tiếp viện nó vào tới đâu rồi. Nó đông lắm cơ mà. Phía sau lưng này là không sợ rồi, nó không thể tấn công được. Tiếp viện đúng từ đằng sau lưng mình luôn. Rồi, chạy vào đây đi em ơi. Vào thành. Chạy ra cổng này. Nó bắn chết đấy. Chúng ta không đủ, kỵ binh của chúng ta không là tuổi gì đấu với kỵ binh của mấy thằng phương đông đâu. Xe bắn đá nó không lên được.
Ô, mình bắn cháy khu định cư à? Bắn cái đạn thường thì thấy không chết được mấy nhỉ. Dân chúng đang bị chạy loạn xạ đây này, chắc là bị bắn, bị đánh, bị xua đuổi. Dự trữ tên của chúng ta khá nhiều, không sợ đâu. Chưa gì tướng nó đã chết rồi. Xuất sắc chống kỵ binh, không có gì để sợ. Chết hết mà, không phải sợ. Nó tiến được phà đâu. Đường quân của chúng ta đang bị tấn công rồi. Lùi lại đây em ơi. Không để tướng của chúng ta bị tấn công được. Đồng thế nhỉ? Cung độc của chúng ta thì số lượng lại có hạn. Cái này lên tường à? Lên vào mắt à? Rút được thêm đội cung này sang bên này nữa thì tốt quá nhỉ. Rồi không sao, chúng ta vẫn có thể bắn tên độc của chúng. Khu định cư chúng ta đang bị cháy à? Bắn được nhiều hơn. Cho chúng nó thấm độc đi. Tất cả đạo quân chỗ này chúng nó đang bị trúng độc rồi. Bật cái này lên để nó sáng tên tốt hơn. Rơi bắn đá chúng ta đã hết đạn. Bắn nốt phát đạn cuối cùng.
cánh chỗ này vẫn chịu đòn rồi. Không sao lắm, chịu đòn vẫn tốt. Ồ, chúng nó đâu, chúng độc toàn tập rồi. Mình bổ sung thêm một đơn vị tên nữa ra đây rồi. Chúng ra đây đi. Chúng độc hết chưa con? Cứ có cái đầu lâu ở trên đầu như thế này thì chúng mày còn chết nhanh nữa. À, tưởng Slaver mà dễ ăn à? Trời ơi, nhấp nháy hết cả lượt luôn. Chưa đánh đã chết. Chưa xông vào cận chiến được phát nào đã chết hết rồi. Cổng này à? Tấn công cổng này à? Tấn làm sao được? Bắn độc cho chúng nó chết bớt đi. Cung thủ của bọn phương Đông này cũng là rất gớm đấy các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu. Đúng kìa. Nó không bắn được hướng này, nó cứ ra mấy cái thằng này của mình à. Lại bắn vào đây. Trời ơi, cái đá này nguyên chết vì độc này. Sợ chưa? Nguyên chết vì thuốc độc. Chứ là bộ binh của cận chiến của mình có vào được đến đây đâu. Rồi, chạy cả đoàn dài ra ngoài luôn. Chị, bắn xe bắn đá của mình. Để làm cái gì không biết. Ra đây. Đợi bắn mấy con ngựa của mình. Cho mấy con ngựa này chạy ra nữa. Chuẩn bị đi lùa xe bắn đá của nó là được rồi. Chưa hết à? Thiết kỵ bà tử. Ai giờ. Ở đấy mà thiết kỵ. Úi xùa ôi, bọn này chưa vào đến nơi đấy. Chết hết rồi. Sao thanh niên này vẫn còn sống đấy? Chết ngay lúc này thì cũng chết dần dần. Chúng độc thì cũng chết hết. Ồ. Độc dược, độc tính cực kỳ mạnh. Ai già vẫn tiếp tục xông vào. Cũng được. Thanh niên này dừng bắn đi. Để tiết kiệm tên. Xong. Xong luôn. Không còn quân để đánh nhau nữa. Mới tưởng mày ăn được Slaver à? À, chết, cái binh nó còn. Thôi đã đến rồi thì cứ đến đi. Về tên độc của anh đâu. Sao bọn này bắn trúng độc chính nó à?
mình cũng gần hết tên rồi. Mà nó còn quân đâu, còn mấy con ngựa nữa mà. Thế thôi. Rồi chuẩn bị ra đây để khử lốt mấy cái xe bắn đá nó này. Chúng độc như này thì cũng chết thôi. Xạ kỵ thì cũng thế thôi. Thiết kỵ hay xạ kỵ thì gặp phải tên độc thì cũng nằm hết. Rồi xong. Xong. Một chiến thắng anh dũng à? Thưởng các chú thế nào? Quân đông thế xông vào đánh anh mà vẫn không ăn được à? Thưởng các chú thế nào chứ? Chọn hồi quân thì gần như mình chả mất quân luôn. Úi xời ơi. Đừng bướng với đại tướng. Thuyết phục được hung nô đánh Sasanid nữa thì coi như mình hoàn thành chiến dịch luôn. Nó đốt hết khu vực phía dưới đấy thì mình cứ việc an nhàn là mình khôi phục xây nhỏ gỗ, mỏ kim cương lên. Ở khu vực phía nam này, ở cái khu vực Jerusalem nó có mỏ kim cương. Là chúng ta sẽ hoàn thành chiến dịch theo cái kiểu này. Nhưng mà đấy là tính xa quá. Thằng nào còn không trung thành nữa. Hết rồi. Lại còn thằng này nữa. Tướng quân này. Cho hoàng hậu đi thuyết phục nó vậy. Ủa sao chúng ta bị mất nhiều tiền thế nhỉ? Bị ăn cướp à? Đây, xuống đây xử đẹp mấy thằng này cho anh. Ready for battle. For the tribe. Call this a garrison. À không. Cánh này không sợ. Cho lên phòng thủ phương Bắc. Mình phong tỏa hết cái cảng này mà nó không đi được quân ra qua đường biển. Thằng mấy thằng này thích chết à? Hả? Thích chết thì sao đây? Rồi. Giữ được một chân ở đây đã là khó lắm rồi đấy. Không phải đơn giản nữa. Hung nô ấy là hung nô đâu, hung nô rồi. Tấn công vào đây đi. Thuyết phục được hung nô nó chiến tranh với những ai rồi. Let us have good wine until we can talk no more. Nó chưa chịu đánh với mấy thằng Trung Đông. Nhưng mà nó đánh nhau với Pontus với cả thằng cái thằng gì ở châu Phi đây rồi. Thì sớm hay muộn nó cũng sẽ đánh thôi. Mình không sợ. Tưởng mấy anh Ascum có quân gì mạnh, vác mấy cái thằng quân cùi thế này đánh đấm được ai. Phòng thủ phương Bắc đó. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.